Xin chào thầy và các bạn. Mình tên là Trần Hoàng Phong. Thế giới vẫn luôn biến động và thay đổi nên chúng ta không thể ngừng học hỏi. Kiến thức hôm nay có thể sẽ trở nên lạc hậu vào ngày hôm sau nên chúng ta cần liên tục cập nhật kiến thức mới. Học viên lớp nghiệp vụ sư phạm Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh khóa 38. Đây là bài thi kết thúc môn phương tiện kỹ thuật công nghệ trong giáo dục đại học. Sau đây là 5 điều về mình. Mình có 2 ngày sinh, ngày 12 tháng 8 và ngày 12 tháng 9. Vì thế mình có tính cách kết hợp giữa cung lửa nhiệt huyết sư tử và cung đất cẩn trọng của sử nữ. Mình đang làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Mình còn là tác giả sách ở agency, ý tưởng rất đắt được phát hành tháng 9 năm 2023. Mình tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh trường Đại học Sài Gòn, nhưng cuối cùng lựa chọn ngành tổ chức sự kiện để gắn bó và trải nghiệm trong hành trình 9 năm qua. Và một điều nhỏ nhoi được bật mí, video clip này được làm chính từ PowerPoint và một số phần mềm hỗ trợ. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.